thứ tư sau Chúa Nhật thứ tư phục sinh. Lời Chúa: Ai tin vào tôi thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào đấng đã sai tôi. Hiển luật điều 31 triệt 2. Đức vâng phục dẫn chúng ta đến sự tự do đích thực của con cái Thiên Chúa. Suy niệm: Chính lúc hoàn toàn để Chúa Cha chi phối mà Chúa Con được tự do thật sự. Lời của Con là lời của Cha, việc Con làm là việc của Cha. Chúng ta có thể gặp được Thiên Chúa một cách nguyên tuyền nơi Đức Giêsu, đấng đã dâng hiến tất cả tự do để sống hoàn toàn tùy thuộc. Chính khi hoàn toàn tùy thuộc mà Ngài được hoàn toàn tự do. Chúa Cha và Chúa Con là một. Chúng ta hãy chiêm ngẫm sự hiệp thông trọn vẹn của Chúa Con và Chúa Cha. Đây không phải là một sự hiệp thông khép kín giữa hai ngôi vị, nhưng là một sự hiệp thông tuôn tràn sự sống cho nhân loại. Hiển luật điều 31 triệt 2 mời gọi chị em sống lời khẩn vâng phục cách tự do tự nguyện. Bởi chúng con ý thức rằng tự do là món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Đó là khả năng quyết định hướng cuộc đời mình về hạnh phúc. Tự do đạt tới mức hoàn hảo khi con người quy hướng tất cả về Thiên Chúa. Lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin cho chúng con biết hiến dâng đời mình cho Thiên Chúa, không tính toán, không bon chen, nhưng chỉ ao ước thực hiện thánh ý Thiên Chúa, để dần dần mỗi ngày chúng con cảm nhận được niềm vui của một sự tự do vô biên, không gì ở đời này có thể cướp đi được. Con Đức Mẹ vô nhiễm vui sống, sống vâng phục là chu toàn luật Chúa. Vì thế, hôm nay, chị em con Đức Mẹ vô nhiễm quyết tâm sống trung thành với thời khóa biểu cá nhân.